Vâng, xin chào đến với kênh Trên Xe Đạp. Và hôm nay em xin giới thiệu bác một mẫu Touring dòng Gian XK3. Đây là mẫu xe cũng là mới nhất về bên em. Màu đen, rất là nam tính mạnh mẽ nhá. Xe đánh giá là mới trên 90%, còn rất là đẹp. Đây là một mẫu Touring thể thao nhẹ nhàng, thích hợp với mọi lứa tuổi. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết xe. Tổng thể xe có tông màu đen, có thể thấy rõ rất là khỏe xe mà rất là sạch. Đây là một mẫu dòng Touring thể thao nhẹ nhàng, các bác có thể đi dạo đạp đường phố hoặc là thanh cảnh cũng được. Dòng Gian XK3, xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích, vẫn là hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng chính hãng Gian. Đây là mẫu Gian XK Gian 3 các nhá, dòng XK3. Xe có độ mới cũng em đoán trên 90%, còn rất là đẹp. Quá phải thấy rõ ấy, rất sáng và bóng. Màu rất là khỏe xe các nhá. Xe còn rất là mới và rất ít là sử dụng. Đấy. Các bác có thể thấy độ bóng và sáng của xe. Thì đây cũng là một mẫu Touring khá là phù hợp với những mọi lứa tuổi, như nam nữ đều đi được. Xe quá thông số là size S, thiết hợp các bao từ 1m6 đến 1m7. Và duy nhất trên khung xe thì trong cái quá trình vận chuyển thì bên em có một cái vết hơi vết lõm bằng cái móng tay nằm ở bên chỗ bên dưới ở đây, nhưng mà không thể nhìn thấy được, chỉ có nhìn tận mắt sâu ở bên trong mới nhìn được cái vết lõm này các nhá. Nhìn bên ngoài không thể nhìn được. Và bên trên khung xe cái chỗ này là không phải là xước đâu, mà chỗ này là lớp dính, lớp keo. Các bác có thể về kỳ đi là hết nhé. Xe còn rất là mới. Đây, độ mới là hoàn toàn trên 90% của xe. Đây là mẫu Gian XK3 mà hôm nay em mới về. Ghi đông bổ phốt chính hãng của dòng Gian, nguyên bản của xe. Tay lắm chính hãng của Gian, đây có thể tay lắm cao su đúc chính hãng Gian, nguyên bản trong xe, đây vẫn còn cái logo biểu hiện của dòng tay lắm cao su của dòng Gian, đây có thấy rõ ấy. Xe được sử dụng với cấu hình Shimano, trang bị với 7 tầng lip chính hãng nguyên bản trong xe. Mấy tay phải em mà cũng Shimano 3 tầng đĩa nguyên bản trong xe. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian, cầm rất êm và chắc tay các bác nhá. Độ mới của nó em đánh giá trên 90%. Và những cái chi tiết nhỏ này là xe về là nguyên bản, nó có sẵn em để nguyên. Xe được trang bị với cặp phanh V, phanh V của Techtro, càng xe đây còn rất là mới các nhá, rất sáng và bóng. Vành hai lớp Mayer nguyên bản theo xe, vành chính hãng của Gian, vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe. Và xe rất ít sử dụng, đâm mà là lốp vẫn còn nguyên, lốp của lốp Gian chính hãng, kích thước lốp là 700x32C. Đây có thể thấy rõ, đây là lốp của Gian chính hãng nguyên bản đây. Lốp còn rất là mới. Đây vẫn còn cái lai gai lốp của trên xe đây. Xe rất ít sử dụng, có thể thấy rõ đấy. Đợt này em về là hầu như xe có đánh giá là trên 90%, còn rất là mới. Cọc yên là chính hãng của Gian, và yên xe là người chủ cũng được nâng cấp thêm với cái cọc với bộ yên xe Gian Quanlex, rất là cao cấp. Đây, đằng sau là xe sử dụng màu cục màu phanh V Techtro nguyên bản theo xe. Và bên khung xe đây, đây là dòng xe xuất Âu, có dòng chính hãng của xe Gian City Bike, các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm. Xe được trang bị với củ đề Shimano Thule,
gạt đĩa Shimano Tourlay. Đây là đùi đĩa chính hãng của Shimano, nguyên bản theo xe, còn rất là mới, các bác có thể nhìn rõ đấy. Xe được trang bị với 7 tầng lip chính hãng của Shimano, 7 tầng lip chính hãng của Shimano bác nhé. Đây là lip của Shimano đây, xích lip của Shimano. Đằng sau cũng là xe, cũng là vành ở chính hãng gian, vành gian, vành nhôm hai lớp, và cũng là cặp lốp nguyên bản, cặp lốp gian chính hãng cho xe, kích thước lốp 700x32C. Mà bây giờ đi chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ xin đi chi tiết hoạt động của xe đây. Lên lip này. Vâng, hoạt động rất là mượt mà nhé. Xích lip còn rất là mới, xuống lip đây. Xe được trang bị với bộ xích lip nguyên bản Shimano chính hãng. Và bên trong là cái bộ chắn lip còn rất là mới, màu trắng có thể thấy rõ đấy, trong suốt. Xe rất ít sử dụng. Lên từng đĩa đây. Xuống đĩa, ba tầng đĩa, lên đĩa, vâng, xe hoạt động hoàn hảo và không lỗ chi tiết nhỏ nào cả. Đây là một lỗ gian cua đinh dòng gian XF3, bên em mới về, màu đen, đen bóng. Vâng, em vừa nhớ tổng thể xong chiếc tua đinh chính hãng của gian XF3. Xe màu đen rất là nam tính và phù hợp với mọi lứa tuổi. Xe có size S, thích hợp 33mm 6mm 7. Và xe là rất tốt bên em là 5,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ con Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, đăng ký kênh. Mời hẹn các bác chờ ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó. Lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.